Uh, thì thưa quý vị uh, thời gian thọ giới bắt đầu kể từ khi sư truyền giới cho quý vị chứ không phải bắt đầu từ buổi sáng uh. Uh, ban đầu uh, ban đầu thì uh, sư dự định là mình sẽ chia nha. chia ra tức là cái thời gian uh, thọ bắt quan trai thì uh, sư sẽ truyền buổi sáng uh, còn uh, đêm uh, rằm uh, thì uh, như thường lệ nhưng mà nó có nhiều vấn đề phát sinh uh, đầu tiên uh, là sư ngại làm phiền uh, để ý, tại vì sáng sớm ví dụ như chiều tối như vậy thì có khi cư sĩ họ dễ sắp xếp uh, còn sáng sớm thì nếu như chỉ có một vài người một vài cá nhân uh, thọ bác quan trai uh, mà sư phải hưng sư động chúng sư làm phiền thì sư cũng ngại Uhm, với lại cũng không có ai thỉnh à, cho nên là sư không có đề cập tới uhm. còn cái thời gian như sư nói thời gian thọ bắt quan trai là kể từ lúc sư truyền với bắt quan trai cho quý vị